về hả? Diêu à, em mua cái bàn học mới cho tụi nhỏ làm gì? Cái bàn kia tụi nó vẫn học được mà. Cái bàn học đó có cái kệ, để sách vở tiện hơn, chứ không thôi tụi nhỏ quăng tập vở lung tung trong phòng à. Em chu đáo thiệt. Cái bàn đó em mua bao nhiêu vậy? Để anh trả lại cho. Em đâu có nhiều tiền đâu, em mua làm chi? Em không có nhận đâu, em không có nhiều tiền thiệt, nhưng mà cái bàn học em mua nổi mà. Em mua cái bàn học đó là muốn trả lại chiếc xe đạp anh mua cho thằng An, có đúng không? Không phải vậy đâu. Em biết hiện tại anh cũng khó khăn, không có nhiều tiền. Em mà trả tiền thế nào anh cũng không nhận. Em đâu cần phải rõ ràng như vậy. Không lẽ em coi anh là người xa lạ, cái gì cũng tính sòng phẳng vậy sao? Không phải vậy đâu. Em cho anh được chăm sóc mẹ con em nha. Tụi mình đã có gia đình hết rồi, tụi nhỏ cũng không muốn có ai khác ngoài cha mẹ của nó. Thực ra bao nhiêu năm nay trong lòng anh chỉ có một mình em. Tuy cũng đã bỏ đi rồi, anh luôn mơ ước có một gia đình đầm ấm trọn vẹn như bây giờ. Còn tụi nhỏ, mình có thể từ từ thay đổi cách nghĩ của tụi nó mà em. Em cho anh cơ hội có được không? Cơ hội đã từng đến và cũng đã ra đi. Mọi chuyện giờ đây đã là quá khứ rồi. Em và anh, chúng ta đều phải trả giá. Em tới đây giúp anh vì không thể để mấy đứa nhỏ không có điểm tựa, cứ lang thang như vậy. Và cũng vì anh đã tốt với mẹ con em lúc mẹ con em khó khăn. Còn tình cảm của tụi mình, nếu nói em không còn là em nói dối. Nhưng chỉ để nhớ mà thôi. Con em về nha. An, thưa chú về đi con. Anh xin lỗi nha, anh vô ý quá. Em sẽ nói chuyện với nó mà. Em về nha. Em về đi. Bé Phương anh đưa vô phòng cho. Thank you.
Mẹ giá cho rách lại cho con rồi nè. Nhìn vô không ai biết hết. Áo rách, sao mẹ chịu mua cái mới cho con mà mẹ đi mua cho con thử? Con mua bạn học cho tụi nó nữa. Có phải á, ba má mẹ cứ chú phòng, sao mẹ bỏ con đúng không? Mẹ thương tụi nó không à? Không bao giờ mẹ thương con á. An, không phải mẹ không muốn mua cho con, nhưng mà mẹ không đủ tiền. Với lại cái áo này vẫn còn mặc được mà con. Bạn học thì con vẫn còn học được. Chú Phong tốt với con như vậy, mua xe đạp cho con, nên mẹ mới mua lại cho các em thôi. Mẹ đừng có gạ con nữa, con không nghe mẹ nói đâu. Sao? Con Nga nó nói chuyện với con sao? Nó nói để nó coi sắp xếp rồi nó về. Lần nào con điện mà nó không nói là nó bận bịu, nó phải sắp xếp. Cái con nhỏ đó bây giờ tệ quá. Má, chắc cô Út rồi con sẽ về thôi mà má. Tại công việc bận thôi mà má. Hồi trước má cứ nghĩ lúc đau ốm thì có con gái, con dâu chăm sóc lúc tuổi già. Má không ngờ cuối cùng cái người chăm sóc má lại là con Diệu. Má nghĩ lại, má hối hận. Phải chỉ hồi đó má đừng có nghĩ tới cái chuyện môn đăng hộ đối. Má cho tụi con cưới nhau thì giờ này gia đình hạnh phúc, con cái đề huề. Lỗi là lỗi của má. Cái hồi con Diệu nó mới vô làm á, trong lòng má cũng còn chút nghi ngờ. Má nghi nó chỉ giả bộ này nọ để mà kiếm chuyện vô được cái nhà này thôi. Nhưng thời gian qua tiếp xúc nó, má mới thấy nó thật lòng là một người tốt, là một người nhân hậu. Bây giờ nếu như mà con với con Diệu mà muốn tiến tới với nhau, má không cản đâu. Má, con với Diệu thiệt tình không có gì đâu má. Con còn giấu má nữa. Má biết con thương con Diệu, chứ không thì làm gì mà tìm người làm hơn nửa năm mà tìm không được. Mấy người thằng Phúc tìm thì con chê hết cái này tới cái kia, con đâu có chịu nhận đâu. Đúng không? Ừ, dạ. Tại rút kinh nghiệm mấy người lần trước, cho nên con mới tìm kỹ như vậy thôi. Với lại thực sự mấy người thằng Phúc giới thiệu cũng đâu có so bị được với Diệu đâu má. Thì đúng rồi, má cũng nhận ra cái điều đó. Nhưng mà con cũng muốn con Diệu ở nhà mình hoài, đúng không? Dạ, thật lòng. Từ ngày Diệu về nhà mình làm, con thấy rất ấm áp trong lòng. Nhà cửa, con cái, đến từng bữa cơm, Diệu đều để phần cho con. Con cũng muốn bắt đầu lại từ đầu với Diệu, cho tụi nhỏ có một mái ấm đàng hoàng. Có lẽ Diệu còn e ngại với tụi nhỏ, với lại sợ thằng An buồn cho nên mới từ chối con. Nhưng Diệu không nhận lời cũng được, con chỉ mong ước được như bây giờ thôi là con vui rồi má. Trễ rồi, má nghỉ ngơi đi má. Ừ.
Bé Thư nè, nè con nghe ba nói nè, mai mốt á con thích cái gì thì nói ba mua cho con, đừng đòi gì dịu mua nghe chưa? Dạ. Tại ba còn phải để dành tiền chữa bệnh cho bà nội. Cái này là dì tự mua cho con, chứ con không có đòi gì. Ừ, ba biết rồi, con ba giỏi mà, không có đòi ai mua gì hết nè. Nhưng mà con thích cái gì á, ba cũng sẽ mua cho con được. Con hiểu không? Dạ. Ừ, hôm nay á, Thư mặc đồ đẹp, Thư đi sinh nhật. Con tới chỗ á, con tặng quà này cho bạn, rồi con chúc bạn, nghe chưa? Dạ. Ừ, để ba chở đi. Dạ. À, được rồi, chúng ta đi nha. Mẹ đừng đi bỏ con nữa nha mẹ. Mẹ, mẹ, dì Tuyết về rồi kìa mẹ. Cái gì? Nó dám giác mặt nó về đây nữa hả? Con đưa bác ra ngoài đó. Dạ. Để con đỡ bác. Lỗi, mẹ không bỏ tụi con nữa đâu. Dạ. Ba, mẹ về rồi. Mẹ nói mẹ sẽ không bỏ mình nữa đâu ba. Anh, em về rồi. Tụi mình hiện tại không còn quan hệ gì nữa. Cô trở về cũng tốt, tôi với cô có thể hoàn tất thủ tục ly hôn. Ba, mẹ về rồi. Sao ba còn đòi mẹ ly hôn nữa? Con muốn ba mẹ ly hôn đâu. Ba, có phải ba ly hôn mẹ để cưới bà kia đúng không? Mẹ về rồi, con không muốn bà kia tới nhà mình nữa đâu. Bà mà còn tới đây nữa, con sẽ đuổi bà. Kiên nè, hai đứa, chuyện của ba mẹ tụi con còn nhỏ, chưa có biết được gì đâu. Con tránh ra đi. Em biết lỗi của em rồi. Anh vì các con bỏ qua cho em có được không? Anh, mình bắt đầu lại từ đầu được không anh? Vì tôi. Cái cô kia, cô đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không có muốn nhìn mặt cô trong cái nhà này. Má, cô đừng có hòng mà níu kéo thằng Phong. Má, má ơi, sao cô lại ở đây? Mẹ, bà tới giúp gì nhà mình đó mẹ. Mẹ đuổi bà đi đi mẹ. Kiệt, cô còn trơ trẽn giác cái mặt cô về đây nữa hả? Cô mau đi khỏi nhà tôi. Tôi không có muốn nhìn mặt cô ở đây. Má, xin má niệm tình tha thứ cho con lần này được không má? Tôi mà không niệm tình á thì giờ này cô không còn đứng đây đâu. Cô đi mau đi. Má ơi. Phong, Phong, đuổi nó đi cho tao. Nội, nội đừng có đuổi mẹ con đi mà nội. Nội, có phải nội bị bả dụ không nội? Tụi con còn nhỏ, tụi con không biết mẹ con xấu xa như thế nào đâu. Phong, con đuổi nó đi hay là con muốn má chết ở đây? Mà. Nội, à. Bà, nội, bác ơi, nội đừng có đuổi mẹ con đi mà. Má. Nội. Má, má bình tĩnh lại đi má. Ba, cô đi về nhà thằng Phúc trước đi. Tôi với cô sẽ nói chuyện sau. Má, má bình tĩnh lại đi má. Đuổi cái con ra đi. Nội, nội, nội. Con nghĩ đi má. Đuổi nội. Đuổi má ơi, con xin lỗi mà. Má, anh Phong. Má, má ngồi xuống đi má.
Mẹ đừng có đi mà mẹ. Mẹ, mẹ mà đi thì bà đó sẽ cướp ba đó mẹ. Hai đứa bây giờ bà nội với ba của con nghe lời bả rồi, không có cho mẹ về nhà nữa. Con sẽ không cho ba với nội đuổi mẹ đi đâu. Mẹ, con sẽ xin ba với nội mà mẹ. Bây giờ mẹ nói tụi con nghe nè, mẹ thương tụi con lắm. Bây giờ tụi con vô nói ba với bà nội cho mẹ được về nhà nghe không? Dạ. Dạ. Nỡ mà bà nội với ba không chịu thì tụi con nói tụi con đi theo mẹ. Mẹ ngồi ở đây, mẹ đợi tụi con nghe không? Dạ. Đi con.